Xin chào các bạn. Tự nhiên hồi nãy mình ngồi chơi á, có một người tặng cho mình một cái hộp. Lúc đầu mình tưởng là cái này là trái bơm không á, nhưng mà thấy chữ Oreo, mình nghĩ là một hộp bánh bình thường. Nhưng không, trên góc này có một chữ Oreo Music Box. Để mình tra Google xem là cái gì nha. 5 minutes later. Các bạn ơi, sau khi tra Google á, thì mình mới biết đây là cái hộp nhạc. Cái hộp nhạc này được ra mắt và mở bán lần đầu ở Trung Quốc vào năm 2017. Và nó đã thật sự gây lên một cơn sốt. Và Việt Nam là quốc gia thứ 3 bán hộp nhạc ngày đó. Vài tháng trước đây thì hộp nhạc này đã được bán ở một số website thương mại điện tử và cũng trở thành một cơn sốt đến mức cháy hàng. Và bây giờ Bách Hóa Xanh đã có thông tin sắp mở bán và mình có cơ hội trên tay hộp nhạc này với phiên bản mới và với thiết kế mới. Theo mình thấy á, thì cái hộp đựng bên ngoài được làm bằng giấy và có kích thước tương đối lớn. Có thể đây á, là một cái thiết kế mới vì những hộp nhạc audio đã được bán trước đây á, không có thiết kế nào giống như cái hộp mình đang cầm hết á. Còn ở mặt đáy thì mình có thấy là in hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt rất là cụ thể và dễ hiểu. Khi mở cái hộp này ra thì mình thấy có 4 gói bánh xung quanh và cái hộp nhạc nó nằm ở chính giữa. Có hai vị là vị sô-cô-la và vị vani. Cầm cái hộp nhạc trên tay á, thì mình thấy cái hộp nhạc này có kích thước tương đối nhỏ. Mặt sau của hộp nhạc có in một số thông tin về thông số kỹ thuật nè, thông tin an toàn khi sử dụng. Khi mở cái hộp ra thì cái phần hộp nhạc bên trong cũng được đóng gói rất cẩn thận với một lớp mút. Cái hộp nhạc á, thì có thiết kế tương tự như một chiếc máy phát nhạc cổ điển vậy đó. Chất liệu thì bằng giấy bìa cứng, rất là dễ thương và bảo vệ môi trường. Phần mặt trên của hộp nhạc có một cái nút bấm, hai cái đèn led nhỏ và một cái loa. Trong cái hộp nhạc á, mình thấy có một cái vòng tròn. Mà trong cái vòng tròn này á, thì mình thấy có 5 cái vòng tròn nhỏ khác nữa. Mà theo mình tìm hiểu á, thì 5 cái vòng tròn này chính là 5 cái cảm biến. Thì cái cảm biến này á, sẽ giúp nhận diện hình dạng bánh để từ đó mà phát những bài nhạc khác nhau. Phần mặt sau của hộp nhạc á, thì có chỗ để lắp pin nè. Nhưng mà đáng tiếc á, là không có pin sẵn và cũng không có tua vít để vặn nữa. Mà bạn phải tự chuẩn bị pin và tua vít luôn. Và pin chuẩn của cái hộp nhạc này á, là 3 viên pin AAA. Bây giờ mình sẽ test tính năng phát nhạc và tính năng ghi âm trên cái máy này cho các bạn xem nhé. Để chiếc hộp này có thể phát được nhạc á, thì bạn để một chiếc bánh Oreo lên khay phát nhạc. Sau đó xoay cần nhạc đến vị trí trung tâm của bánh và chờ một chút. Bây giờ tận hưởng giai điệu của hộp nhạc thôi. Nếu bạn muốn đổi nhạc, bạn hãy bẻ một miếng bánh và để lại khay. Sau đó, hộp nhạc sẽ đổi một bài khác cho bạn. Bây giờ mình sẽ test chức năng ghi âm của sản phẩm cho các bạn xem nha. Đầu tiên, bạn lấy bánh đặt vào vòng tròn này, kéo cần gạt và bấm nút. Ê, khoan, mình nghe cái gì á? Anh Duy à, anh có biết anh khác những vì sao ở chỗ nào không? Đó là vì sao ở trên trời, còn anh thì ở trong tim em. Xin lỗi các bạn nha, nãy giờ mình cảm động quá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn nha. Để sử dụng chức năng thu âm á, thì bạn đặt chiếc bánh còn nguyên vào khay. Sau đó nhấn chiếc nút màu đen. Khi thấy cái đèn màu xanh nhấp nháy á, là bạn có thể ghi âm được rồi. Sau khi ghi âm xong, bạn ấn cái nút màu đen. Khi thấy cái đèn đỏ nhấp nháy thì đã ghi âm xong rồi đó. Bây giờ bạn gạt cần gạt về vị trí ban đầu để lưu lại bản ghi âm đó nha. Tổng kết lại á, thì bây giờ mình sẽ nêu những cảm nghĩ của mình về sản phẩm này nha. Về thiết kế bao bì và đóng gói á, thì sản phẩm được làm bằng giấy bìa cứng thì rất là thân thiện với môi trường. Về tính năng phát nhạc á, thì đây là một tính năng rất là thú vị. Chất lượng âm thanh khá là tốt đó. Chức năng ghi âm này bạn có thể sử dụng để gửi những lời yêu thương đến với gia đình và người thân của mình. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng để tỏ tình nè. Người ta có bài mượn rượu để tỏ tình thì bây giờ bạn hãy mượn audio tỏ tình nhé. Mình nghĩ sản phẩm này rất là thích hợp để tặng quà cho trẻ em. Tại vì mình là người lớn mà mình còn thích nữa. Sản phẩm này bạn có thể mua và để dành và dành tặng những dịp ngày lễ, ví dụ như là lễ Tết. Bình thường bạn chỉ tặng bánh thôi, còn sản phẩm này thì bạn có thể vừa tặng bánh nè, vừa tặng cái hộp nhạc, rất là thú vị đúng không nào? Oh, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. I cool, đứng hình mất 5 giây, nhìn em bên ngoài có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đang phê. Còn các bạn nào thích sưu tập những đồ vật độc lạ thì sản phẩm này các bạn sẽ không thể bỏ qua đâu. Vì cái hộp nhạc này sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn và chất lượng của bánh Oreo thì các bạn cũng đã biết rồi đó. Nó ngon. Nhưng mà các bạn phải ăn đúng cách nha. Phải xoay bánh, nếm kem, chấm sữa và ăn thử. Sắp tới đây thì sản phẩm này sẽ được bán trên website của Bách Hóa Xanh. Nếu bạn yêu thích sản phẩm này thì hãy nhanh tay mua ngay nha, vì sản phẩm này rất là hot đó. Nếu cảm thấy video này hay thì bạn hãy like, share, subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nha.
Cả nhà yêu ơi, nếu yêu thích video của Bách Hóa Xanh thì hãy like, share, subscribe kênh và nhấp vào cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có video mới nhé.